Hai các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn là chỉnh cái bộ group của Shimano D2 group điện các bạn. Nó là group là 8050. Thì thế này. Thì tại tình trạng của mình á là nó đang bị là nhảy cốc, các bạn coi này. Nó đang bị nhảy, nó kêu cà rột rất là khó chịu. Đây. Đây tiếng kêu đó, các bạn thấy không? Nó cà giật đó, rất là khó chịu. Thì lại để mà mình chỉnh cái này, trước tiên á là mình phải xem thử là cái độ thẳng của cái dây này, các bạn thấy không? Nó đang xéo này. Mình muốn nó chuyển về phía bên đây, đây phải một chút, là bằng cách mình chuyển ngược cái này. Đây, mình hạ xuống này. Hai cái, mình có thể nó thẳng không? Đấy, mình có thể nó thẳng chưa? Các bạn coi nó thẳng chưa? Nó tương đối là khỏe rồi các bạn. Nhưng cái còn xía bên này thôi. Thì sau khi mình để chế độ thẳng như thế này, nó thẳng thế mà nó cân bằng rồi, thế là mình sẽ chuyển qua có một là mình sẽ bóp cái nút reset của nó. Cái nút set của nó là nó gồm lại này, các bạn thấy chưa? Đây, mình giữ nút nè. Nó sẽ đỏ này. Nó có màu đỏ, thế là trừ á. Lúc này á, là mình sẽ quay. Mình quay thử nó còn có kêu. Nó còn có kêu không? Nếu nó kêu mà vẫn còn kêu thì giờ mình lại căn chỉnh bằng cách là bấm lên hoặc xuống tùy mình. Lên hoặc xuống tùy mình nha. Giờ mình thử bấm là xuống đi. Một cái. Thử quay nó có kêu không? Nó vẫn còn kêu các bạn nè. Bạn còn kêu các bạn thấy không? Mình bấm này, nhất này mình bấm là nó sẽ tự nhảy nè. Các bạn thấy nó nhảy không? Đấy, em này. Như vậy là em rồi. Mình thử bấm nhiều lần nữa nha. Một. Thấy nhảy không? Như vậy là rất là em rồi. Em rồi, nó em rồi, nó em ru rồi đấy. Nó không còn nhảy nữa. Thì như vậy là các bạn sẽ chỉnh lại cái này. Các bạn sẽ trả lại chế độ là set lại, nghĩa là giữ thì thôi cho nó bằng mặc định như vậy, bằng một nút nữa. Nó hiện lên màu xanh. Như vậy nó tắt đi, có nghĩa rằng là mình đã set ở chế độ ok rồi. Giờ mình quay thử nha. Mình quay thử này. Bằng cách là mình lên xuống nha. Vào đây cầm cái điện thoại cho ba nào. Nhanh. Không, cho ba đang có việc gấp. Cầm quay luôn, để mình nhờ con gái mình cầm quay nè. Con gái mình cầm quay cái này cho ba đi. Cầm để nó đứng ngồi xuống quay cái này nè, đó. Không, cầm điện thoại quay chứ không phải quay bánh xe. Đó, con ngồi xuống quay đây đấy, mình quay nè, giữ quay nha. Mình xuống thử nha. Em lu, rất là em các bạn. Rất là em luôn, giờ thì là quay qua đây không? Quay qua bên này nè. Quay qua bên này nè. Đấy, rồi mình hạ xuống nè. Mình quay thử nó có em không bây giờ. Quay ra sau con. Ông gà anh đây, anh đứng rồi. Đấy, rất là êm luôn. Nó chỉ có còn cạ một chút xíu chỗ này nè. Ba đang nghĩ đây, nó còn cạ chút xíu chỗ này nữa thôi. Thì giờ từ đó là mình sẽ chỉnh cho nó là bằng làm cách nào sao đâu để cho chỉnh cái này nè. Đấy là cái video lần sau mình sẽ hướng dẫn là chỉnh cái này nhá. Còn bây giờ lần này mình sẽ hướng dẫn chỉnh cái này. Các bạn biết rồi đấy. Có nghĩa là cái thao tác ban đầu thì các bạn để cho cái dây này cái đường thẳng này. Sau đó các bạn tinh chỉnh như cái mình đã nói. Rồi, xin chào hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.